Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ có mình có một cái ý tưởng như này là Thành sẽ trả lời những cái tức là cái chương trình hỏi đáp của hôm nay á thì sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn comment ở trên YouTube của cái chương trình hỏi đáp hôm trước. Đó. Cho nên là hôm nay là buổi bắt đầu thì chưa có buổi hôm trước đúng không? Nên mình sẽ lấy cái hỏi đáp ra liệu số 65 này đăng vào ngày gần nhất là mùng 5 tháng 5 2021. Mình tìm những câu hỏi ở đây mình trả lời nhé. Hỏi đáp ra liệu số 65. Thế còn cái video này này đăng lên trên YouTube thì các bạn comment ở bên dưới đặt những câu hỏi thì mai mình sẽ quay video để trả lời những câu hỏi của cái video ngày hôm nay cho các bạn. Đó. Để cho giúp cho mọi người là ai cũng được lên sóng. Và thứ hai nữa là gì? Là comment nhiều thì đương nhiên là cái YouTube nó đề xuất lượng view nó cũng nhiều, kênh chúng ta lại nhiều người biết đến hơn. Thứ ba nữa là gì? Là dịch này thì chỉ có ở nhà thôi. Đi ra đường là hại người, mà ở nhà mà giúp được người thì tốt quá, gì nữa. Rồi, đi vào nội dung chính luôn. Bác sĩ tư vấn vừa hay vừa đẹp trai. Câu này là câu hay nhất. Câu này là câu hay, không phải câu hỏi nhưng mà câu hay nhất. Anh vào mở phòng khám trong Sài Gòn em ủng hộ hết. Anh hết mình. Rồi, ok. Nếu mà anh mở mà em không đến thì anh đến nhà anh gọi là bắt cóc đi nhá. Mong chờ bác sĩ mở phòng khám trong thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn Quỳnh Mai. Mở phòng khám Hồ Chí Minh đi bác ơi. Bạn Tùng Kim, Mia Phạm chào cả nhà. Vinh Vũ Thị, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ. Ủa sao không hỏi ta? Theo dõi video của anh nhiều giờ muốn được bác sĩ Thành thăm khám để điều trị nhưng thấy khó quá. Bạn cứ đến phòng khám là được thăm khám rồi, đâu có gì đâu khó đâu ta. Duẩn Trương, sao không gửi được hình ảnh? Các bạn muốn gửi hình ảnh thì các bạn vào Facebook nhá. Này, vào Facebook này. Sau đó là tìm trang Thành Nguyễn Skin. Đó, thì cái logo mà mình đang ngồi lấy thuốc á. Tại vì mình là làm về hóa dược mà, cho nên là mình thấy cái hình ảnh này rất là đẹp. Hình ảnh mà ngồi lấy thuốc này mình cảm thấy rất là đẹp. BHA có trong những sản phẩm nào bác sĩ ơi? BHA là beta hydroxy acid, là acid salicylic. Bạn cứ mua cái sản phẩm nào tẩy da chết hóa học thì hầu như là đều có BHA hết. Retinol có dùng được thường xuyên được không ạ? Retinol thì nói chung là em dùng Thoa Nguyễn có hỏi là retinol có dùng được thường xuyên không? Thì thực ra là retinol á, về lý thuyết là dùng thường xuyên thoải mái. Thế nhưng mà cái thường xuyên của mình là dùng bằng cách nào cơ? Thứ nhất là nếu như trong cái quá trình điều trị á, thì các bạn nên dùng cái nồng độ retinol là nó kịch kim, tức là 2%. Thế nhưng mà về sau khi mà da mình đã đẹp rồi thì mình dùng giảm nó xuống là 1% hoặc là 0,05%. Hoặc là nếu mình vẫn dùng 2% thì mình thoa cách ngày ra. Ví dụ như hôm nay thoa thì mai nghỉ. Tức là có nghĩa rằng là các bạn hiểu như này này, là qua cái tuổi 30 á, là con người chúng ta lão hóa rất là nhanh. Và đặc biệt là làn da thì nó liên tục là nó gặp phải môi trường nắng nóng, khí hậu, rồi tuổi tác, rồi căng thẳng, stress, cơm áo gạo tiền gì đó, là nó sẽ rất nhiều những cái tác động làn da. Trong đó có cả vấn đề về dinh dưỡng, cả vấn đề về tâm lý, tuổi tác thì nó lão hóa ra, trong khi retinol thì nó là gì, là kéo ngược cái tuổi tác lại. Vậy thì vô hình chung á, là cứ hình dung rằng là cơ thể chúng ta cần phải ăn uống, cần phải tập bổ đúng không, thì da cũng tương tự như vậy thôi đó. Mặc dù rằng về đường dinh dưỡng thì cũng cũng đã giúp cho cung cấp cái dưỡng chất cho da rồi. Thế tuy nhiên thì các bạn phải biết rằng là da là một cái bộ phận mà có thể nói rằng thiệt thòi nhất trong cơ thể. Tức là khi mà hấp thụ theo đường thức ăn ấy, thì da là cái thằng mà được hưởng cuối cùng. Đấy, cho nên các bạn thấy là uống mãi không đẹp là vì thế. Nhiều bạn là uống đủ các loại thực phẩm chức năng quảng cáo làm đẹp nhưng uống mãi không đẹp là bởi vì sao? Bởi vì da là cái thằng được hưởng cuối cùng. Cứ hình dung đơn giản như thể là cái bộ đội ngoài biên cương ấy, thì thường là gì? Là vất vả nhất. Thế nhưng mà cái ưu đãi hay là những cái gọi là hưởng thụ thì thường là chúng ta trong đất liền chúng ta mới được hưởng thụ, chứ các chiến sĩ ngoài biên cương là gì, là rất là vất vả đấy. Thế cho nên là cái da cũng tương tự như vậy, da là những người chiến sĩ ngoài biên cương, còn những cái tế bào nào là mạch máu, nào là gan thận, tim gan phèo phổi, não bộ, là nó được hưởng thụ sớm. Không phải hưởng thụ mà có nghĩa rằng là nó được hưởng những cái mà từ hệ thống tiêu hóa đem lại là trước tiên, sau đó thì mới đến da đấy. Vậy thì khi mà chúng ta nhận thấy rằng là da là cái bộ phận mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất thì chúng ta cần phải gì? Chăm sóc nó, chăm sóc nó. Mặc dù rằng là da là cái nơi mà thể hiện toàn bộ cái nhan sắc con người nhưng mà cơ thể thì nó lại không ưu tiên, bởi vì nó chỉ là bộ phận được xếp vào cái nhóm là bộ phận bảo vệ cơ thể thôi.
Vậy thì chúng ta phải chăm sóc nó bằng cách là dùng retinol để dưỡng, thì retinol chính là một cái bữa ăn cao cấp. Thế còn hàng ngày thì các bạn dùng dưỡng ẩm, dùng mặt nạ, dùng xịt khoáng, dùng những cái sản phẩm làm sạch thì đương nhiên là vẫn phải dùng. Thế nhưng mà vẫn có retinol một tuần 3 buổi, ví dụ như vậy. GT có hỏi là chào anh, da em lúc trước tuy không đẹp nhưng láng mịn và hầu như không có mụn. Khoảng thời gian đó em không skincare và lâu lâu dùng sữa rửa mặt trong siêu thị, nhưng hơn một năm nay em đi học đại học thì da bắt đầu có tình trạng lên mụn, không quá nhiều nhưng cũng không ít, chỉ bị hai bên má và không bị trên trán, mũi hay cằm. Hơn một năm nay em bắt đầu skincare nhưng da vẫn vậy, anh hướng dẫn cho em cách điều trị ạ. Câu hỏi này dài, mình phải đọc lại lần nữa thì mới hiểu hết được. Da em từ lúc trước tuy không đẹp nhưng cũng gì nhưng láng mịn và hầu như không có mụn. Khoảng thời gian gần đây em không skincare và lâu lâu dùng sữa rửa mặt trong siêu thị, nhưng hơn một năm nay em đi học đại học thì da bắt đầu có tình trạng lên mụn, không quá nhiều nhưng cũng không ít, chỉ hai bên gò má bên trên trán, mũi cằm. À rồi, bây giờ tóm lại là bạn ấy ngày trước thì da cũng không đẹp nhưng mà không có mụn, bây giờ đi học đại học thì bắt đầu là thấy lên mụn nhưng cũng không phải là nghiêm trọng. Thì tóm lại là như này nhá, là em mụn á, về vấn đề mụn thì nó cực dễ, nếu như không muốn nói rằng là ai cũng làm được, không cần phải đến spa, trừ trường hợp là các bạn phải mụn viêm rất là nặng. Thế còn ở đây là mình đã có một cái công thức mụn 3 bước á. Ở đây thì GT này, GT em để lại cái số điện thoại, một cái Zalo á, sau đó thì anh sẽ bảo trợ lý của anh gửi cho em cái video là trị mụn 3 bước, là điều trị tại nhà. Cái video đó mình sản xuất ra với mục đích là giúp cho rất nhiều bạn sinh viên mà không có tiền đi spa, các bạn vẫn có thể là điều trị tại nhà được. Thì bước đầu tiên á, là trên mặt của mình như này. Thường là nhiều bạn bảo là anh hay nói em phải xác định xem là mụn viêm hay mụn không viêm. Nhưng thực ra thì có những bạn là trên mặt có cả mụn viêm cả mụn không viêm, tức là khoảng tầm 5-7 cái nó viêm, nó hơi sưng tấy đỏ đau lên, sờ vào nắn nắn vào thì nó có mủ ở bên trong, đúng không? Có đầu mủ ở bên trong trắng trắng, một vài cái thì nó hơi đỏ đỏ lên, rồi một vài cái thì nó lại hơi sần sần, rồi một vài vị trí thì nó lại là cái mụn đầu đen, ví dụ như vậy. Thì tóm lại là ở trên mặt của các bạn, thường là những cái người da dầu là trên mặt cái vấn đề về lỗ chân lông nó rất phức tạp. Không phải phức tạp ở đây là vấn đề khó điều trị, mà vấn đề chỗ là nó có nhiều cái biểu hiện. Thì tóm lại là như này, là những cái thằng nào viêm thì em nặn hết nó ra, còn những thằng nào không viêm thì em cũng lấy nhân hết nó ra. Để em làm gì? Để khai thông cái ổ mụn. Và tất nhiên là có những cái mà nó nhỏ quá mà mình không lấy được thì thôi để cho nó to lên hãng lấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng giống như thể là cái việc mà chúng ta cái mụn viêm mà chúng nó chưa chín mà mình cứ cố mình cậy nặn nó ra thì nhiều khi nó viêm hơn. Thì cứ để cho nó bưng mổ ra thì mình lấy sau không được, cũng được, không sao, đúng không? Thì với cái vấn đề mà mụn viêm của em này thì em cứ lấy một cái kim, lấy thuốc á, bởi vì kim đấy là vô trùng, em chích nó ra, sau đó là dùng cái gạc y tế nặn hết ra, nặn sạch vào. Đó, thế còn những cái không viêm thì cũng thế, là những cái mụn ẩn á, thì hút nó ra, có thể là dùng máy hút mụn hút cũng được, có thể là em dùng một cái dung dịch tẩy da chết, acid salicylic, bôi vào, ngâm 5 phút ở trên da để cho nó vữa hết ra. Bắt đầu là gì? Em lấy máy hút mụn em hút ra. Tóm lại là em làm sao em lấy được hết các cái tạp chất ở trong cái lỗ chân lông của mình. Sau đó em thoa một lớp cồn kháng sinh, thoa một lớp cồn kháng sinh. Cái lớp cồn kháng sinh này thì nếu mà không mua được ấy, thì em có thể là ra hiệu thuốc em mua cái tip erythromycin 4%, hoặc là em có thể là ra tiệm mỹ phẩm em mua một cái serum trị mụn có thành phần của benzoin peroxide, hoặc là thành phần của obaku, hoặc là thành phần của hazan extract, tức là một cái dạng chiết xuất của cây phỉ. Tóm lại là những cái thành phần này là những cái chất mà có tính chất diệt khuẩn, để làm gì? Để chống cái trường hợp là những con vi khuẩn này nó vẫn còn sống, nó chui vào lỗ chân lông khác để nó tạo ra cái phản ứng viêm mới, đúng không? Thế thì cái bước đầu tiên là nặn mụn, bước thứ hai là gì? Sát khuẩn. Bước thứ ba là gì? Là peel. Peel tức là sử dụng dung dịch axit để mà lột. Thì cái từ peel ở đây là nếu mà nói bằng tiếng Việt đó là lột, tiếng Anh thì là peel. Để cho nhiều bạn là có những bạn thì bảo là anh cứ nói peel peel em chả biết peel là cái gì, đúng không? Thì tóm lại là ở đây là chúng ta sẽ phải dùng một cái dung dịch axit. Thì có thể là có một số hãng thì người ta sản xuất là người ta bỏ chung ba cái axit đó vào với nhau, đó là hồn gồm có AHA, có BHA và TCA, thì ba cái axit đó bỏ chung vào với nhau. Nhưng mà thường á, như anh thì anh không bỏ chung, bởi vì là cái da người Việt Nam chúng ta là phải biết rằng là nó rất dễ kích ứng, và thứ hai nữa là cái khí hậu Việt Nam bắt nắng, cho nên nếu như bỏ chung như vậy á thì làm cho cái da mình nó bị tổn thương mà nó dễ bị thâm,
và dễ bị tăng sắc tố do viêm. Cho nên là thông thường là như ví dụ như thể là anh bào chế là anh sẽ bỏ ba cái axit thành ba cái dung dịch khác nhau. Đó, cái độ pH của nó cũng khác nhau mà, cho nên bỏ thành ba dung dịch khác nhau. Thì em bắt đầu là em dùng ba cái axit đó lên da, em đưa lên da để tức là thoa lên da của mình ấy, để peel. Đấy, vậy thì để trên da khoảng tầm mỗi một loại axit để khoảng tầm 5 đến 10 phút, thì sau đó em lau đi, sau đó em khóa lại thêm một lượt nữa bằng kháng sinh. À, thì cái video trị mụn ba bước của anh đã nói rất kỹ rồi, khóa lại một lượt nữa bằng kháng sinh, sau đó là gì, là em đi ngủ. Đấy, thế thì khoảng tầm 5-7 ngày sau là bắt đầu nó cứ bong dần bong hết cái lớp da cũ ra, thì nó sẽ lộ cho em một cái lớp da mới. Thì lúc đó mà còn một vài cái mà nó còn sót á, cái sót, bởi vì là đôi khi là các bạn bảo là tại sao có kháng sinh rồi nhưng mà nó vẫn cứ lên một hai cái, thì thực ra là có những cái như mình nói ban nãy là có những cái mụn viêm nó chưa đến cái lúc mà mình có thể nặn được, thì lúc đó là bắt đầu nó mới chín, đúng không? Thì một vài cái mà nó bắt đầu là nó có hiện tượng viêm á, thì em lại nặn nó ra, em chấm kháng sinh vào, lúc đó thì chấm thôi, không cần phải là peel nữa, bởi vì là mình peel mấy ngày trước rồi, thì những cái chỗ viêm đó là mình chấm vào. Nếu mà còn sót, còn không thì thôi. Thì thực ra là thường là không sót. Bởi vì sao? Bởi vì kháng sinh là mình bôi nhiều lên mặt, giống như cái hình ảnh mà em đang xem trên video á, anh bôi rất là nhiều lên mặt. Thế thì lúc đó là da của em nó bắt đầu là nó không có lên mụn nữa. Thế nhưng mà nó để lại cho em một cái, đó là những cái vết thâm. Bởi vì sao? Bởi vì bất kỳ ai nặn mụn thì cũng đều phải có vết thâm cả. Mặt anh thế, mặt em thế thôi. Thì lúc đó là em sử dụng cái retinol và tẩy da chết hàng ngày để bắt đầu dưỡng da, để bắt đầu phục hồi da. Thì khi da của em có retinol, nó kiểm soát dầu, kiểm soát sừng, tẩy da chết để nó làm thông thoáng cổ nang lông, thì mụn nó sẽ không bị tái lại. Và thứ hai nữa là gì? Là khi hết mụn, da của em bắt đầu là nó thu nhỏ các cái lỗ chân lông lại, và nó gì? Nó trở nên căng bóng nhá. Thì đó là cái cách để mà da của mình là từ da mụn trở thành da căng bóng là như thế. Thì có những bạn á, là cái tình trạng mụn đầu đen của các bạn bị lâu ngày rồi, thì không phải là bộp một cái mà bạn ở trên da đi, đúng không? Thì thường là nam em nó lộ cái cục. Xin lỗi. Thì có những bạn mà bị lâu ngày rồi á, thì không thể nào mà một lần mà các bạn khỏi ngay, thì có thể là một tháng sau bạn phải làm lại lần nữa. Hoặc có những bạn là 15 ngày sau. Thường ví dụ như thế, bệnh nhân phòng khám của anh là anh muốn nhanh khỏi là 15 ngày anh làm một lần. Thì cứ 15 ngày làm một lần như thế thì nó cứ giảm dần. Tức là không phải đột một cái là khỏi ngay mà nó giảm dần. Tức là mụn là như vậy. Đấy nhá. Thì cái bước nó là như vậy. Thì em để lại cái thông tin thì sẽ có cái video hướng dẫn cho em nó chi tiết hơn. Chào bạn, bạn Anh Cương. Chào bạn, mặt mình cứ ngứa, mình gãi là sưng là tại sao? Mặt cứ ngứa, gãi là sưng. Rồi bây giờ anh Cương chịu khó là anh Cương gửi giúp Thành cái ảnh da mặt. Cái việc mà cứ ngứa mà gãi là sưng á, thì có thể nó là một cái bệnh viêm da cơ địa hoặc là viêm da tiếp xúc gì đó, thì mình phải xem hình ảnh trước nhé. Chứ không, bởi vì nó không thuộc về phạm trù về thẩm mỹ, cho nên là khi mà trả lời các bạn về liên quan đến vấn đề mà da liễu y tế thì buộc phải có sự thăm khám. Nhiều khi là các bạn biết là ở bên viện da liễu người ta còn phải tức là về mặt thẩm mỹ của mình thì gần như là không có phải là lấy máu xét nghiệm hay cái gì cả, mà chủ yếu là hiểu về hóa chất, hiểu về dược phẩm, hiểu về cái cơ chế của da để chúng ta điều trị. Thế nhưng mà riêng đối với những cái bệnh lý về da liễu y tế thì các bạn thăm khám hình ảnh đôi khi chưa đủ đâu. Các bạn có thể là còn phải đi thử máu nữa, bởi vì nó liên quan nhiều yếu tố nhé. Bên anh có bán retinol không anh? Cái bộ H5 em, bộ H5 là có đấy, là thành phần retinol 2%. Bác sĩ ơi, retinol mua ở đâu? Thực ra thì cái hãng mà có retinol nó nhiều lắm. Như mình nói các bạn đấy là retinol nó là một cái hoạt chất mà có thể nói rằng là nó là một cái chỉ số vàng. Nó là một cái chìa khóa vàng trong vấn đề từ một cái làn da xấu trở thành một làn da đẹp. Thế nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là như này, là tại sao nhiều bạn cầm những cái sản phẩm retinol đến cho mình hỏi bảo là anh Thành bảo là em dùng retinol nhưng mà tại sao em mua cái retinol này đắt lắm, 2 triệu một cái tuýp có 15-20 gram thôi mà em bôi đến 2 tuýp rồi da em vẫn xấu mà thậm chí nó còn lên mụn. Thì thực ra như này các bạn này, là nó cũng giống như cái việc là các bạn xây cái nhà ấy, thì
đúng ra cái nhà đó phải xây 3 tầng, xây xong xuôi chát xi làm nền rồi sau đó người ta mới sơn nhà, đúng không? Thế nhưng mà đôi khi là chúng ta lại bị cái là một số bạn dùng retinol sai ấy, cũng giống như cái người mà mới xây xong tầng 1 thôi thì đã lôi sơn để sơn nhà. Thì có nghĩa rằng là ở đây ấy, cái retinol là cái chất đúng và không ai bàn cãi về cái việc là hoạt chất của nó, bởi vì da liễu y tế người ta đã công nhận hàng trăm năm nay rồi, thì không ai đi bàn cãi về cái sự kỳ diệu của retinol. Thế nhưng vấn đề là dùng vào bước nào và dùng nó với cái gì thì đó mới là cái điều quan trọng. Chứ còn bôi đơn độc nó không á, đối với một cái làn da mà các bạn không hiểu về vấn đề, đối với một cái làn da mà các bạn không hiểu bệnh lý, không hiểu vấn đề, các bạn bôi đơn độc retinol cũng giống như hôm trước có một bạn bảo mình là anh ơi thế thì cái kem trị mụn là nó có thành phần gì hả anh? Thì mình bảo là nói chung là retinol là chủ yếu bởi vì nó kiểm soát sừng, kiểm soát dầu. Thì bạn ấy mới mua một cái tuýp retinol ở ngoài thị trường về bạn bôi. Thì mấy hôm sau bạn xuống gặp mình thì bạn bảo là anh ơi tại sao em bảo em bôi retinol trị mụn nhưng mà em bôi không khỏi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái mụn của bạn là mụn viêm. Thì cái lúc mà mụn viêm á, thì thực ra cái trị mụn của retinol nó không phải trị theo kiểu của kháng sinh. Kháng sinh nó là một cái để giúp cho khi mà cái mụn viêm của mình nặn ra này thì bôi ngay kháng sinh vào thì nó xẹp ngay. Bởi vì sao? Bởi vì kháng sinh nó tiêu diệt hết vi khuẩn thì không còn phản ứng miễn dịch thì không còn viêm, đúng không? Đơn giản như vậy. Thế nhưng retinol bôi vào cái mụn viêm thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Bởi vì retinol là kiểm soát dầu, kiểm soát sừng, có nghĩa rằng là bản thân retinol là phòng mụn chứ không phải là chữa mụn. Cho nên là cái câu hỏi của bạn ấy khi bạn hỏi mình trả lời vội như vậy là mình trả lời sai. Không phải là sai mà ở đây có nghĩa là mình trả lời theo cái khuynh hướng là mình nghĩ rằng là bạn chữa mụn rồi và bây giờ bạn hỏi là thế cái gì để cho mụn nó không bị lại cơ, cho nên mình trả lời như vậy. Chứ còn thực tế là bản thân retinol là chất để phòng không cho mụn quay trở lại và giúp cho da chúng ta gì cân bằng sừng hóa, cân bằng về dầu ẩm, cân bằng về bã nhờn, chứ không phải là cái chất để trị mụn theo cái kiểu là các bạn đang bị mụn các bạn bôi trực tiếp retinol mà chẳng tác dụng gì cả, đúng không? Đấy, mà chúng ta phải sát khuẩn, chúng ta phải dùng kháng sinh, phải dùng axit, sau đó mới dùng đến retinol thì retinol nó phát huy tác dụng. Vậy thì có nghĩa tóm lại là retinol là cái chất không cần phải nói nhiều nữa thì ai cũng biết nó là làm đẹp da, nhưng nó chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta xử lý hết những cái tình trạng của viêm, của nhiễm, của gì, của các cái dị vật ở trên da thì lúc đó retinol phát huy tác dụng. Còn khi chúng ta vẫn còn đang tình trạng viêm, vẫn còn đang tình trạng nhiễm khuẩn, vẫn đang còn tình trạng của bít tắc cổ nang lông, vẫn đang còn môi trường kỵ khí thì retinol vào là gần như không có tác dụng, mà thậm chí nó còn làm được tình trạng gì mụn nghiêm trọng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chính bản thân nó là gì, kích thích cho lớp sừng nó bong vẩy, và khi lớp sừng bong vẩy nhiều nó lại càng làm cho cái lỗ chân lông chúng ta nó bị ứa đọng nhiều với chất sừng và nó hình thành nên cái nhân mụn mới. Cho nên tóm lại là với retinol á thì không cần phải bàn cãi là về tác dụng của nó, nhưng dùng vào khi nào? Khi chúng ta đã giải quyết hết mọi cái vấn đề cơ bản ở trên da rồi thì lúc đó mới dùng đến retinol các bạn nhé. Luôn rất thích anh Thành tư vấn rõ ràng tận tình. Rồi, cảm ơn bạn Luna. Lan Nguyễn, da bị đỏ bôi kem không khỏi có cách nào không? Da bị đỏ bôi kem không khỏi thì em phải dùng một cái dạng laser sung dài. Bởi vì cho đến nay thì cái laser nhuộm màu sung dài ấy, nó là một cái dạng laser mà gần như là duy nhất mà chữa được cái bệnh thâm đỏ trong trường hợp mà chúng ta đã miễn nhiễm, tức là chúng ta đã kháng lại với những cái dạng thuốc, gần như không đáp ứng với những cái dạng thuốc mà điều trị thâm đỏ. Ví dụ như mình có nói với các bạn về cái việc là các bạn nên sử dụng cái kem ví dụ như azelaic acid 20%, hoặc các bạn sử dụng cái chiết xuất cúc la mã, hay là sử dụng cái vitamin K, đúng không? Trong trường hợp mà cái thâm đỏ của mình. Thế tuy nhiên thì là tại sao nhiều bạn dùng không được? Bởi vì sao? Bởi vì có một số những cái trường hợp da các bạn nó đã bị gọi là đề kháng, hay nói đúng hơn là nó gì? Nó không đáp ứng đối với những cái vấn đề của những cái sản phẩm làm dịu như vậy, mà buộc là chúng ta cần phải có cái sự can thiệp của công nghệ cao. Thì đây công nghệ cao mà mình đề xuất đó chính là cái laser sung dài. Thì laser sung dài ấy, có thể nói rằng là một cái chỉ định đầu tay nếu như mà ở cơ sở nào có nó trong điều trị thâm đỏ nhé. Tất nhiên là ở tại Việt Nam thì mình thấy là không nhiều cơ sở có. Cơ sở của Thành thì cũng
sắp có chứ cũng chưa có. Biết ơn thầy vì những kiến thức giảng quá tuyệt vời rồi. Ok, bác sĩ có thể gửi retinol vô Sài Gòn được không ạ? Về vấn đề mua sản phẩm thì Vinh Vũ Thị, em nhắn cho đội kinh doanh giúp anh nhé, ở trên page. Còn anh không bán, không bán theo kiểu online như vậy thì nó mất cái giá trị của chương trình đi. Chào bác sĩ, cho chị hỏi, bị tàn nhang và nám hai bên má không nhiều, chị chỉ dùng dưỡng ẩm và chống nắng, chưa dùng kem nám, vậy có tốt không em? Đúng rồi, có những bạn thì rất là cẩn thận, tức là khi mà chúng ta bị nám á, thì đầu tiên là chưa có điều kiện đi thăm khám thì đầu tiên là chúng ta vẫn phải là sử dụng một cái kem dưỡng ẩm và một cái kem chống nắng. Bởi vì sao? Bởi vì phòng trước chữa sau, không sao. Ở tại Việt Nam mình ấy, thì các bạn biết rằng là cái thời tiết chúng ta rất là khắc nghiệt, đặc biệt là một số tỉnh Nam Bộ thì thời tiết rất là khắc nghiệt, thì đương nhiên là cái việc chống nắng nó rất là quan trọng, và chống nắng nó chính là cái để giúp cho cái nám chúng ta nó không tăng sinh lên nữa, thì lúc đó nó sẽ giúp cho cái việc điều trị nó trở nên dễ dàng hơn. Và khi mà kể cả là bác sĩ người ta có lột da, người ta có sử dụng laser thì nó cũng không có những cái tai biến, hay nói đúng hơn là nó hạn chế tối đa những cái tai biến khi mà trước đó chúng ta đã có một thời gian dưỡng ẩm và chống nắng kỹ. Đấy, cho nên là nếu như những bạn nào mà chưa có điều kiện đi thăm khám hay chưa có điều kiện kinh tế để mà chúng ta mua những cái dòng mỹ phẩm về điều trị ấy, thì các bạn đầu tiên vẫn là gì? Dưỡng ẩm và chống nắng. Thì đó là cái bước mà rất là quan trọng. Rồi, vậy thì bây giờ Thành sẽ khép lại video ở đây, bởi vì số lượng câu hỏi video của Hỏi Đáp Gia Liễu số 65 đã hết ở trên kênh YouTube. Thì những bạn nào đang xem video này trên kênh YouTube thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái câu hỏi của mình. Và khi mà Thành quay cái video này vào ngày mai á, quay video ngày mai thì sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn ở trong video của ngày hôm nay, để giúp cho nhiều bạn có thể là được lên sóng hơn. Và đồng thời là những cái câu hỏi các bạn mà khi mà chúng ta được tham gia, được tương tác như vậy thì sẽ vui hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta chỉ có ngồi nghe không, đúng không ạ? Ok, thì Thành xin phép được dừng video ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, đừng quên ủng hộ Facebook bằng cách nhấn like, subscribe và nút chuông ngay bên cạnh để trở thành thành viên của kênh các bạn nhé.